chào mấy bạn luôn. Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sơn Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì đi nãy giờ nó không có dính nha bạn ơi. Anh em mình cũng quan sát thấy cái ao này nó cũng lý tưởng để cho anh em mình săn bắt nên là mà không biết nó chơi môn gì đây, thì mấy bạn đón xem clip tới nha. Mình cũng không biết là dùng cách nào để săn bắt mấy con cò trắng trắng đậu mị trong đó, mấy bạn thấy không? Nãy nhiều lắm bạn, mình đi nó bay bớt rồi đó. Đó đó, mấy con cò trắng đó đó, mình gọi gần lại cho mấy bạn xem đó. Máy này đá cái là pha gần lại nhìn thấy thấy trắng rồi nữa. Đó, mấy bạn nhìn thấy mấy con bài bài thấy không? Ít bữa mình suy nghĩ mình sẽ bắt mấy con đó đó các bạn. Đó, đó, bắt suy nghĩ bắt mấy con đó nha mấy bạn. Rồi mấy bạn đón xem clip tiếp theo của anh em mình nha. Thì nãy giờ đi thăm cũng gần nửa lùng, gần nửa lùng rồi. Mà không dính nè, không có bấm máy cho các bạn xem nha. Thì rồi, tiếp tục. Anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy thì cũng nói với mấy bạn luôn, thì để tránh mất thời gian thì cái đoạn nào có dính mình mới bấm máy cho bạn xem nha, đoạn nào không dính thì thôi mình không có bấm máy. Bên đây mình có con tay. Dính nè. Dính mà. Gỡ đầu bên kia bên đây. Bên nào cũng xuống được hết. Để anh biết anh qua anh gọi ngược lại. Rồi, anh em mình đó mình bên đây. Cái này mình cũng không biết ai bạn làm gì bẻ ba bình bát cho mình ra văn nè, bẻ sắp chứ. Làm gì? Chứ mình văn lớn ít khi nào phá chống được. Chống thì dễ thấy. Nè, ai bẻ ba bình bát chân. Này con lái nha các bạn. Rồi. Còn gọi là cái gì chiều qua là ăn lại đực. Không may nha. Con này 3.5 4 chấm là thấy vậy đó. Mấy con đực nó mạnh mà nó nặng hơn mấy con cái. À, làm như anh thấy nó dài hơn vậy. Ừ, nó dài xương to hơn. Rồi con đầu tiên mới vô mà có hàng là vui nha mấy bạn. Nãy giờ cũng lội đâu cũng cỡ mười mấy 20 tay gì ạ. Đuối đuối rồi chứ có dính vui là liền. Ngày hôm qua đi quên đem lữ lam theo, lấy ngóc cắt luôn. Dính bánh mì mini đó, bánh mì cũng không bự không. Tay ở đây đơn giản gì đâu mà lụm, tay này giống giống như cái tay mà chỗ mà bị lấp đất vậy đó. Thế này cũng thế nó đi ha. Tay chống. Tay này mới văng mới dậm sao, dậm bữa đó không có anh. Chấm chống cái gì không? Đi ngang đường này không? Nó trồng cỏ trên nhà không dính hết đó. Nó không may nè, nó không biết nó đi đọc cây không. Đi trên cỏ trên cây không, bởi vì mình khó bắt nó lắm. Mình phải văng biết nó trong đó văng nước ngoài. Văng đón nó đi ra bắt nó, chứ còn nó ở trong đó vô phương. Sơ ý lắm nó mới dính mình thôi, dễ gì nó dính. Rồi, thành quả đầu tiên của hai anh em mình chuyến thăm bẫy buổi sáng nay nha. Nói chung kinh săn bắt của anh em mình săn gắn không có như người ta nha các bạn. Nói chung gắn thì có đều đều vậy đó. Không, dùng của mình một là không có gắn bự. Thứ nhất, thứ hai nữa mình không có muốn va chạm những cái loại gắn kia mấy bạn. Tại vì va chạm nhiều khi bên YouTube nó mấy cái con nằm trong sách đỏ rồi nó mắc công lu bu phiền phức thêm mấy bạn ơi. Bắt lại gắn này là mấy bạn ơi, chó chắc. Gắn kia cũng nguy hiểm nữa. Rồi, an toàn là trên hết. Một con đầu tiên. Nói chung là kinh anh em mình là săn bắt đủ các loại con dân, nhưng mà cái ông thầy kia là ông đắc mình, mấy anh em mình không có chơi với mấy đó. Chứ dùng mình cũng đâu có bằng dùng của mấy bạn ơi, dùng núi rồi chứ dùng rừng á, còn dùng mình dùng đồng bằng ít lắm. Bắt cũng không được nhiều. Chỉ có gắn này thì có số. Hôm gầy cũng có mấy fan như em qua gì Quang Quỳnh gì đó cũng yêu cầu anh em mình ra cái clip để hướng dẫn mấy bạn cách làm bẫy này á. Thì mình hứa với mấy bạn rồi, nhất định sẽ có một buổi để anh em mình sẽ làm mấy cái bẫy này nha. Mình livestream trực tiếp luôn. Còn ấy thì quay lại đi chứ livestream trực tiếp thì làm nó hơi lâu quá.
tại quay lại đi cho mấy bạn xem rồi, rồi làm từ từ chứ live stream trực tiếp thì làm lâu nó tốn thời gian mấy bạn lắm. Ở đây nữa mình sẽ nhín thời gian ra, mình cố gắng mình quay ngắn gọn rồi anh em mình nó hướng dẫn cho mấy bạn cách làm cái bẫy lưới này nha. Cũng rất mong mấy bạn chia sẻ cho bạn bè cũng như người thân để ủng hộ anh em mình, để anh em mình có thêm động lực làm những cái video đó nha mấy bạn. Tại vì đây là nghề nghiệp của anh em mình mà chia sẻ thì mấy bạn cũng biết rồi đó, nên là mấy bạn cũng chia sẻ bạn bè để ủng hộ anh em mình có thêm cái tinh thần động lực gì đó. Rồi anh em mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Bên đây mình có con tay em mình vô thăm thấy chết rồi các bạn ơi. Quá trời tiếc luôn các bạn ơi. Còn hành nửa ký lô các bạn ơi. Bị quấn vô cái đầu chết rồi, chuột nó cắn. Trời ơi uống các bạn ơi. Con này cỡ 5 lạng nữa các bạn. Con này thấy thịt nó còn ăn được mà Tâm. Chuột cắn bên cạnh. Rồi, xử lý nó đi. Cái chuột cắn nó chứ nó cũng chưa ra không chết nó đâu. Mày chuột cắn đó nó ấy cái đầu rồi chuột cắn đó. Cái đầu chuột cắn bấy chừng. Ừ. Con này có nửa ký 600 gram luôn. Khủng quá. Rồi, đội pháp y sẽ xử lý con này nha các bạn. Bà mẹ đè ngay con hổ hành nó mới chết đi chứ. Con quá đau. Con này là tiền không nha mấy bạn. Hổ hành cái này ký 400 ngoài giống nhất. Nhưng nhì cũng 200 mấy à. Nó cũng tùy dùng. Có dùng dùng mình đây hổ hành có giá. Xử lý nha bạn, quá ủng các bạn ơi. Vết gan diện tiếc như hổ hành tiếc lắm bạn. Dùng mình hổ hành hiếm. Tại nó quắn vô cái đầu đó. Nhưng mà chưa đến đó phải chết nó, chừng nào sưng cái đầu đó, may có đường chết nữa. Còn không sưng là không thấm nó đâu. Nó quắn nhiều đây là chưa thấm thía nó đâu. Quắn dữ lắm quắn. Thì bây giờ nó quắn gì rồi chuột lại cắn nó đâu có. Nó đâu có. Phi hồ biến. Biến luôn là. Rồi. Cúng trời này luôn nó bị đứt dây luôn rồi, chuột lại cắn đứt rồi. Chiến đấu với con rắn rồi cắn dây luôn. Rồi, em mình sẽ kiếm chỗ đặt lại rồi mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Rồi, vô cái bờ quyền thoại dính, quá dính các bạn ơi. Tại này ba cử dính ba con mà không ăn được nào chứ các bạn. Cử nào đi lại cũng cỡ con lớn, cử nào lại cũng cỡ con lớn rồi. Bự các bạn ơi. Không văng tay này nữa. Nóng quá. Lại là chết, lại là chết à. Quyết định mấy bạn ơi. Không gỡ luôn đó. Rồi, giải quyết như vậy đi đi. Chứ còn mà văng xuống nó chết hoài. Mấy bạn thì nghĩ bữa nào nay con nào nay nửa ký 600 gram không nào mới. Thăm ba cử chết ba con đều. Rồi chụp cái nào nó gã lấy tay lưới nha mấy bạn. Rồi cái bờ nãy dính nó ghê luôn mà tay đó nó đọc quyền cái là thăm ba cử rồi nha. Nó chết ba con rồi đó. Thằng nào cũng dính chân mà chết không à. Rồi đem giục luôn à. Rồi đi thăm bẫy tiếp thôi. Thúi quá thúi. Cái nào cũng chết nha. Một tay chết nữa các bạn ơi. Cái ngày bữa nay mình không biết cái ngày gì mấy bạn. Cái này mình phải đem thuốc mình lại mình cúng khu vực đây lại. Chứ khu vực này kiểu này là hết gắn luôn các bạn ơi. Bắt cái ăn không được mà để gì mà. Mới cách có ngày mà nó chích xịn thì nó ra liền nhé. Bữa đó mình vừa đi văng thì dính luôn đó. Chỉ có biện pháp này nữa thôi chứ hết luôn rồi. Rồi cho nó xuống mé đó đi nào gá mình lấy lại. Ba lớn này được rồi, dính hai con còn ăn được. Ờ, bữa nay mấy bạn nãy giờ thấy tỷ số là 4 con mà giờ mình vô được con còn 3 con nó phải ra khỏi vỏ rồi mấy bạn. Mà mấy con bự không chứ? 4 con ba con gắn chết gắn ngon nhưng mà ba hai gắn lãi bự. Con hổ hành cũng bự nữa. Con lãi không bự không. 4 con mà chết hết ba. Ồ bữa nay ở nhà gì kìa. Tàn rồi gặp gắn chết không.
mới cách có ngày mình đi thăm đó mà chết vậy đó các bạn. Bó tay thì chưa rồi, nào có dính lên bấm máy cho các bạn xem nha. Tại vì chết không buồn quá. Chào tất cả các bạn nha, cho anh em mình kết thúc clip này nha các bạn. Đây là đường về của mình. Bữa nay thành quả là được 4 em mà chết hết 3 em rồi mấy bạn ơi. Đây là bông hoàng yến nha. Rồi cho nên mình kết thúc clip này luôn Tâm ơi. Rồi chào mấy bạn ha, bữa nay một ngày đáng buồn các bạn ơi. Quá trời chết các bạn ơi. Rồi thôi cho anh em mình kết thúc clip này. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Bữa nay chết rồi. Chết quá mình lội không nổi rồi. Rồi hẹn cả nhà clip sau. Clip này chỉ được 4 em mà chết hết 3 em rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.